Xin chào cô chú và anh chị đã quay lại kênh Nhà Đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Lời nói đầu tiên, em kính chúc quý anh chị có ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân nhé. Hôm nay em về ấp Hòa, xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một thửa đất vườn có tổng diện tích là 3.175m². Trước tiên, em xin giới thiệu về con đường đi. Anh chị ghé cháy là di chuyển ra quốc lộ 1A khoảng là 2 km. Anh chị ghé phải là di chuyển ra lộ nhựa khoảng là 50m. Anh chị ghé phải là di chuyển về đường tỉnh lộ 867 và ngã ba Long Định khoảng là 4 km. Anh chị ghé trái là di chuyển về chợ Gò Lĩ và công an xã Nhị Bình khoảng là 2 km. Và con đường này rộng khoảng là 2,5 m. Anh chị di chuyển là đường xe ô tô 4 chỗ, 7 chỗ là anh chị á, di chuyển rất là thoải mái nha. Diện tích mà hôm nay em giới thiệu anh chị ngang là 45m và có chiều dài là 75. Xung quanh đất thì gia chủ đã cắm trụ hàng rào B40 hết đất luôn nha anh chị. Về vấn đề ranh giới thì anh chị cứ yên tâm. Và trước phần đất thì cũng có con kinh công cộng khoảng là 5m. Và cũng liên thông ra ngay chỗ kinh của Nguyễn Tấn Thành khoảng là 2 km. Để em di chuyển qua bên đây, em chỉ cột ranh giới cho anh chị mình nắm luôn. Để anh chị ở xa về đây thì cũng không mất thời gian nha. Trên đất thì chủ yếu là gia chủ đang trồng dừa và mít nha anh chị. Dừa thì gia chủ đã trồng cũng khoảng là 4 năm. Đang trong quá trình có lưỡi mèo và đang cho trái. Về thì anh chị chăm sóc một thời gian nữa là anh chị cũng có quay lại nha. Mít thì gia chủ đã trồng cũng khoảng là 2 năm rưỡi và cũng đang trong quá trình cho trái luôn. Từ ngay vị trí ngón tay em chỉ là cột ranh giới nha anh chị. Ở đây thì dùng nước ngọt quanh năm không có bị nhiễm phèn hoặc là bị nhiễm mặn. Anh chị có thể trồng tất cả loại cây ăn trái như là dừa, bưởi, sầu riêng, sabo chê và các loại cây ăn trái khác anh chị đều trồng được luôn nha. Để em di chuyển vào bên trong thửa đất cho anh chị tham khảo nha. Thửa đất này thì tương đối cao ráo và bằng phẳng nha anh chị. Đất thì không màu mỡ, xung quanh thì cũng không có. Vị trí này rất là thích hợp cho anh chị mua để nghỉ dưỡng là tuyệt vời luôn nha. Trên đất thì gia chủ cũng có gắn hệ thống tưới tiêu có đầy đủ luôn. Vậy thì anh chị bật cầu dao lên là hệ thống tưới tiêu sẽ tự động quay luôn nha. Hiện gia chủ đang kêu bán với giá là 2.400.000.000. Nếu anh chị có nhà ý, anh chị cứ liên hệ bên Nhà Đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn cho anh chị và cô chủ trực tiếp xem thửa đất vườn dừa này. Và anh chị gặp ngay chính chủ và anh chị trao đổi và thương lượng nha. Ở đây thì thửa đất của mình đang quay về hướng Tây nha anh chị. Anh chị chờ em tí nha. Em mở định vị lên cho anh chị và cô chú tham khảo luôn. Từ thành phố Mỹ Tho, anh chị di chuyển về tới thửa đất vườn khoảng là 14 km. Bên em thì cũng có nhận ký gửi mua bán nhà đất và thiết kế xây dựng công trình hỗ trợ cho anh chị san lấp mặt bằng, xây nhà vườn lên thổ cư. Nếu anh chị có nhu cầu, bên Nhà Đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ cho anh chị và cô chú đủ điều kiện luôn nha. Từ thành phố Hồ Chí Minh, từ bến xe miền Tây, anh chị di chuyển về tới thửa đất vườn là 66 km. Xung quanh đất thì gia chủ đã cắm trụ bê tông hàng rào B40 hết đất. Về vấn đề ranh giới thì anh chị ở xa, anh chị rất là yên tâm nha. Và trên đất thì gia chủ có gắn hệ thống tưới tiêu có đầy đủ nha anh chị. Và điện nước wifi có sẵn. Về thì anh chị bật cầu dao lên là tự động bét quay sẽ tự động tưới luôn nha. Để em di chuyển tổng quan mảnh vườn cho anh chị và cô chú tham khảo. Ở đây thì anh chị về nghỉ dưỡng em thấy là rất là thích hợp luôn.
Không khí thì rất là mát mẻ và trong lành. Hàng xóm thì rất là thân thiện, vui vẻ và hòa đồng. Về thì anh chị tạo một cho không gian nhà vườn để anh chị cuối tuần về đây nghỉ dưỡng là tuyệt vời luôn nha. Mọi ý kiến thắc mắc anh chị cứ để lại bình luận bên dưới, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ trực tiếp trả lời bình luận cho anh chị. Hoặc anh chị kết bạn Zalo nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang, bên em sẽ gửi sổ thông tin vị trí thửa đất trên Google Maps để anh chị có thể trực tiếp xem trên vệ tinh. Anh chị về đây thì cũng không mất thời gian nha. Gia chủ thì đang trồng rất là nhiều loại cây ăn trái luôn nha anh chị, như là mãng cầu nè, chanh, mít, bưởi. Về thì anh chị có thể trồng cây ăn trái thêm nha. Ở đây thì dùng nước ngọt quanh năm luôn nha anh chị, không có bị nhiễm phèn hoặc là bị nhiễm mặn. Anh chị có thể trồng tất cả loại cây ăn trái luôn. Để em di chuyển xuống ganh bên dưới, em chỉ ganh cho anh chị mình nắm luôn nha. Ở vườn dừa mình thì gia chủ đã trồng cũng khoảng là 4 năm và cũng đang trong quá trình là cho trái và có lưỡi mèo nha anh chị. Với giá bán là 2.400.000.000 cho hết diện tích là 3.175 m2. Em cũng xin nhắc lại thông tin địa chỉ cho anh chị và cô chú nắm lại một lần nữa. Hôm nay em về ắt quà xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một thửa đất vườn dừa có tổng diện tích là 3.175 m2, diện tích ngang là 45 m và có chiều dài là 75, và con đường ở phía trước là đường đá xanh rộng khoảng là 3 m. Anh chị di chuyển là đường xe ô tô 4 chỗ, 7 chỗ là anh chị di chuyển rất là thoải mái nha. Và ở đây thì có điện, nước, wifi có đầy đủ. Khu dân cư, nhà cửa ở rất là đông, rất là thích hợp cho anh chị mua để cất nhà. Và phía sau thì có vườn cây ăn trái sẵn rồi. Về thì anh chị khỏi cần trồng luôn nha. Đất của mình là vuông vức luôn nha anh chị. Đất thì cao gáo, sạch sẽ, không màu mỡ. Vị trí này để anh chị cất nhà vườn nghỉ dưỡng là tuyệt vời luôn nha. Hiện gia chủ đang kêu bán với giá là 2.400.000.000 cho hết diện tích là 3.175 m2. Trên thửa đất này thuộc lúa nước nha anh chị. Gia chủ thì chưa chuyển mục đích là cây lâu năm. Gia chủ có nói với em nếu anh chị mình mua thì gia chủ sẽ chuyển mục đích cho anh chị rồi mới ra công chứng nha. Bên em thì cũng có nhận ký gửi mua bán nhà đất và thiết kế xây dựng công trình hỗ trợ cho anh chị san lấp mặt bằng, xây nhà vườn lên thổ cư. Nếu anh chị có nhu cầu, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ cho anh chị và cô chú đủ điều kiện luôn nha. Và ở đây thì cũng có đầy đủ tiện ích như là chợ Gò Lĩ, chợ Đông Hòa, chợ Long Định, trường học, ủy ban, ngân hàng, điện máy xanh. Anh chị cách khoảng 2 km đổ lại thôi. Và từ vị trí thửa đất anh chị di chuyển ra quốc lộ 1A khoảng là 2 km. Và từ vị trí thửa đất anh chị di chuyển ra lầu nhựa khoảng là 50 m. Và anh chị di chuyển về đường tỉnh lộ 867 và ngã ba Long Định khoảng là 3 km nha. Còn đây là không gian khu vực phía sau nha anh chị. Phía sau thì gia chủ cũng đang trồng một số là mãng cầu và cũng đang trong quá trình là cho trái luôn. Một cái vườn dừa rất là đẹp nha anh chị, vuông vức luôn nha. Về thì anh chị chăm sóc một thời gian nữa là anh chị có quay lại luôn nha anh chị. Bét quay thì hệ thống có đầy đủ. Về thì anh chị bật cầu giao điện lên là hệ thống tưới tiêu sẽ tự động quay luôn nha. Cuối video em cũng xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã dành chút ít thời gian xem video của em. Nhớ ủng hộ em một lượt like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ sẽ là động lực
giúp cho kênh của em ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Hẹn gặp lại quý anh chị ở những phần video tiếp theo nhé.